đi đùng mà con chó nào cũng dễ thương giống vậy thì hết biết rồi, đùng toàn thứ gì không à. Đang đứng chuẩn bị đồ để có hai em này tới thăm mình, không biết từ đâu mà nó mừng mình như là quen lâu lắm rồi, dễ thương lớn luôn. Này nó mới xuống đây nó bơi nè, đó giờ bắt đầu xuống nữa nè, vô xuống đây, xuống bơi, nó nóng anh nhảy xuống đây nó bơi các bạn. Quần như mình dơ hết áo luôn nè, chuẩn bị bơi nữa nè, dễ thương. Ai đứng chơi với mình hơi bị lâu rồi, không biết từ đâu tới khi tới mừng như là đúng rồi. Này đẹp ghê, hai con vàng, hai cậu vàng cưng. Giờ mình đang chờ hai đồng đội của mình tới, đùng thì nó ngay đây thôi, đi bộ vô 15 phút nữa. Nhưng mà giờ mình vô trước, mình chơi trước thì kỳ quá. Cái mình ôi đây con cá gì nè, nhỏ nhỏ ở dưới nè, xuống đây, xuống bơi đi, xuống bơi tao quay phim nha. nhây dở mẹ mày, mày quần với nước dơ dính đầy sình rồi, giờ bắt đầu mày lên mày nhảy với người tao đó. Nó xuống nó bơi kìa, rồi thêm em nữa xuống bơi. Mày thấy ghét không, xuống ngâm mình cho nó mát á, tí nó lên. Rồi hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi vô một cái khu vườn bí mật của tụi mình. Thì bây giờ mình đi tới trước mà chờ tụi nó lâu quá, mấy thằng đồng đội của mình nó lâu quá, nên là mình đi bộ trước luôn. Từ cái chỗ để xe mà đi vô đây, đi vô tới bãi câu chắc cũng 15 phút á. Đi ngang một cái khu rừng nước rất là ma mị. Con này thì rất là mưu ha, đối với mấy bạn sợ hoang vắng, sợ ma thì không hợp đâu, nhưng mà mình thích mấy cái kiểu giống vậy, rất là hoang vắng, rất là thiên nhiên luôn, chỉ thích hợp cho những bạn nào mê thiên nhiên thôi nha. Đi qua cái chỗ này phải cẩn thận, hôm nay nước ở trong đồng khá là cao. Cái đồn mình vô là câu lại ba thiên nhiên luôn, tại vì chủ đồn họ chỉ lưới với lại lưới với vật là bắt cua thôi, còn không có xả cống để bắt tôm như là những cái đồn khác. Cống thì không có lưới luôn, nước ra đưa vô như là nước sông vô vậy, không có lưới. Hôm nay mình sẽ sử dụng con mồi này nha, mục tiêu của mình là cắt chẽm, mục tiêu cá chẽm cá măng, nên là mình sử dụng con chim lắc này. Chích gơ của bát đây cần là đây DC652ML. Cá này nó nhỏ, nó không cần cứng lắm. Cái chỗ này thì mình câu nhiều mà chắc nửa năm nay chưa có bước vô đây. Thấy không khung cảnh không, cái đường nước này hơi bị cao luôn à, mười mấy mét có trên này nè, nó cao không? Chim quá trời luôn, nghe tiếng chim không, rất là mát mẻ luôn, bao thích luôn. Máy thì Daiwa Amphad TW SV Bull 2021 mà bị rớt đụng. Giờ cái vạc đạn nó xào quá, nghe nó khó chịu lắm, các bạn coi video các bạn thông cảm ha. Cũng thay một đạn rồi nhưng mà hay được mấy ngày nó lại kêu à. Để hôm nào kiếm vật đạn xịn xịn thay. Mới mua về chơi lần đầu tiên mà bị rớt cống luôn. Đeo qua tay mà kiểu qua tay không có cao su trơn, ném cái tụt xuống rớt xuống luôn. Xót lòng canh đau như cắt. Hôm nay trời mát mẻ, hôm qua mới mưa lớn xong đường nó hơi sình sình, tí nó vô trong đồng chắc nguyên một nồi chân. Không biết các bạn sao chứ mình mê đi mấy cung đường như các bạn, một mình
phê luôn. Đầy rác nè. Anh em đi chơi nhớ mang rác về để xả rác tung tung. Bảo vệ cái nơi mình chơi nó đẹp, sạch. Cây đổ ngang đường, cây dương sĩ mọc lên như ở rừng luôn, bao thiên nhiên luôn. Khung cảnh như vậy thôi. Phê. Thêm cái lên nhiều cá nữa thì trời ơi là trời. Cũng sắp tới điểm câu rồi. Cái chỗ này thì hoàn toàn thiên nhiên và câu cũng không có mất phí, không ít người biết lắm ha. Đi bộ hơi sâu mà. À, mấy cái chỗ câu thiên nhiên về mình không có xe được nha, các bạn thông cảm. Không phải sân chơi của mình không có nhiều người, ta biết rồi. Nhưng mình xe trên mạng bao nhiêu người coi, bao nhiêu người vô là mất điểm. Những cái người biết là chửi mình chết. Và cái luật của câu cá này cũng vậy. Điểm câu là không được xe, chỉ có những cái điểm dịch vụ mình xe thôi. Còn điểm thiên nhiên là không được xe. Luật rồi, các nước rồi. Ở đâu cũng vậy. Luật ngầm, thế giới ngầm ha. Nên là anh em coi thông cảm cho mình. Cung đường quá đẹp luôn. Rồi tới cái điểm câu rồi nha bạn. Cái đùng nó sau tán cây này nè. Đó. Đẹp không? Này trời nó ẩm ướt, không biết mũi với bùn mắt nó có lên không. Đi câu ngán nhất là mấy con này á. Hôm nay không có mang bình xịt chống mũi nữa. Đây. Đây điểm câu của mình, lỗ mình hay đánh lắm nhưng mà mình vô trong phần đặt trước. Đây nữa. Ba chất luôn. Chất lừ luôn. Vô. À. Thì đây là khu vực Phước An Nhân Trạch. Mình chỉ có thể nói đến thế thôi. Còn cái địa điểm cụ thể không thể nào xe được rồi. Các bạn thông cảm ha. Đó, đây cũng đánh được nè, đây măng nhiều lắm nha. Măng hơi bị nhiều luôn, măng to. Mà mỗi tội nó măng. Đau đớn lòng. Tại vì cũng nhiều người đánh mà. Mấy con măng nó còn sót lại, nó to lắm mà. Nó măng mồi. Nó bị đeo khoen nhiều quá, nó khôn, nó thông minh nè. Giờ ném con mồi này xuống, nó đọc tên hết luôn á. Nó nhớ mồi hơn mình nữa. Lâu lâu à. Liếm lắm, trường hợp nó liếm cho cái. Đây, ở đây cũng vậy. Cũng đánh được luôn. Trước có cái cống ở đây, mình không biết giờ. Lâu rồi mình cũng không có bước vô đây. Cũng nửa năm rồi đó. Cỡ đó. Cống lấp luôn rồi. Giờ không biết lấy nước vô đường nào luôn. Thấy có ăn lưới ha. Lấp cống luôn rồi. Hồi xưa cống đây nè. Cống đây mà. Thì có cái chòi ngay kia nữa. Giờ bỏ cái chòi. Để mình kiếm cái chỗ nó mát mẻ. Mình đặt đồ xuống là mình ném vài đường thử ha. Sáng dậy trời nó mây, tưởng mưa. Mình đi thì càng đi thì thấy trời nó càng nắng lên, mây nó dạt đi. Đây là hàng đệ của mình nha. Nó bỏ mình, nó đi qua đường khác, nó câu được cá măng nè các bạn. Tình nghĩa anh em sộn lào. Tính nào nó đứng ngoài em kêu là đã đi ngon lắm, con nó chịu chủ đồng rồi. À kia nguyên bầy măng luôn. Giờ ở đây mình cũng lên được 3 con rồi. Mà 3 con mồi thay sáng giờ.
Chưa ăn con nào hết đó. Ô, cá măng chà bá luôn. Ký mấy. Rồi kia có đùng á, măng nó đi bầy 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 các bạn. Tí nữa mình ra mình bắt sau. Giờ mình bắt cách chạm lá trước đã. Ông kêu em mốt đi đường khác nha, nếu mà đi mốt đi đường khác nói nha. Mà tưởng là do vô không à. Anh ơi cho em đi qua đấy coi nha. Mấy người mà mốt mấy anh đi đường khác nha, đi bể hết đi bờ. Đi bể bờ hết. Ghê à. Nói tưởng do vô không à. Em nặng dữ rồi. Ô luôn. Má, cái dí mày nè, tụt vớ luôn thấy không? Ghê là chiếc sơ rồi quá, đi gọi dép ra. Còn qua đó có tờ dép không? Có. Có tờ dép mà. Mà gặp bà vợ ở đâu gặp chồng đâu. Ở cái đùng này giờ cái cống này nó bỏ luôn rồi. Nó múc xong luôn rồi. Múc thông với xong luôn. Vậy hả? Vậy á. Vậy luôn. Nước đang ra kìa. Nước đang ra như suối kìa. Bỏ cống luôn. Ừ. Nên em thấy có măng táp không? Giờ đúng thiên nhiên táp ầm 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 trong cốc kia kìa. Mát trời luôn. Mua nước ngọt này. Thôi bây giờ cái đùng này người ta xả cạn beo rồi. Không phải xả nữa mà bên kia người ta mới mở cái đường nước nó ra thông với sông luôn các bạn, không có cống luôn, bây giờ nước ra vô tự nhiên luôn, bây giờ nước xả ra cạn nhất luôn rồi, mình đánh không nổi nữa. Rồi bắt đầu mình sẽ chuyển địa điểm đây, đi qua một cái địa điểm khác đánh thử. Đánh từ sáng chưa có động tĩnh gì hết. Giờ tới điểm mới rồi, đứng đây à. Chủ yếu bắt măng ha các bạn ha. Nước ở đây khá là trong luôn. Điểm đánh khá lý tưởng. Kiếm con măng. Kiếm con măng về làm chả. Dính con măng rồi. Quay rồi. Nó ăn rồi, đánh bóp nó ăn. Ô. Không cương. Ồ. À. Ở dưới này có trà. Ở đây nó sáng. Ở dưới trà nó qua đây nè, mấy sáng bắt đâu sao đâu. Cứ nhả nhẹ. Chắc nó mệt là mình kéo. À. Cuối cùng nó cũng ăn anh em. Trời nó kéo nó. Đâu, em nói rồi. Phải vô mấy người kia đi với dông nhẹ bớt. Ôi. Nó đi ăn đồng, nó vô tới nó nhảy dữ lắm á. Cúi, khép lại cần xuống ngồi xuống đi. Thôi được rồi. Nó nhảy dữ lắm. Bữa kia nghe xe chạy bự không? Bự bằng con nãy không? Không biết nữa, to bằng á. To bằng á. Sáng giờ được sáng giờ được con là con thứ hai. Bóp hả? Bóp. À, đánh cực nhật từ sáng giờ. Con này mình không có cương đâu, nó con đầu tiên của mình nên là bắt từ từ các bạn. Đúng rồi, anh qua là táp em mà, nãy sáng anh qua nó cũng táp em mà. Đồ kẹp đâu tí á chí. Nhỏ. Giống mà nặng quá. Ơi. Ơi. Anh đâu làm gì vậy? Tuột. Từ từ cúi xuống. Không. Nó cầm xuống dính một cái lưỡi vậy. Ơi, ngoát nha. Rồi cứ từ từ. Ngoát nha, từ nha. Nó lên nó còn dãy mạnh lắm nha. Không, anh giống đầu lên là nó. Ôi, từ. Đêm. Yeah. À, nguy hiểm quá, xém cái sảy các bạn. Lên rồi. Yeah. Nhỏ hơn con của em sáng. Vàng vừa đẹp luôn. Dạ. Dê với dây đâu vậy? Đúng. Kê nha. Hoài quá đẹp. Từ sáng giờ. À, vậy là bữa giờ mình dính cái bẫy con cá này nè. Ơi con này cũng bằng với em mà, đâu nhỏ đâu. Nhỏ hơn xíu hả? Nhỏ hơn xíu. Dạ chứ. Ok. Trời ơi con mang dài đọt. Con này cũng hơn ký các bạn. Ừ, con này hơn ký. Ồ. Con mang khá đẹp nha. Má hay măng này đã không? Đó, quay cận cảnh luôn, ăn bóp nha. À, ăn từ sáng giờ. Cuối cùng nó cũng chịu ăn. Sáng anh đi ngang là táp em, giờ anh đi tới là táp nó ăn luôn. Hay thiệt đó. Thôi để mình tháo ra mình cất con cá ra nha các bạn. Ô mệt quá. Con à. Sớm được.
nếu mà không có không có là 12 giờ mới về. Ghê vậy? Chờ người ta ngủ hết mình về chứ. Ai đúng không? Phải chờ đây để tôi về đi các bạn. Lên được hai con cá. Hai con cá tôi dính chai con cá của anh. Bạn. Hai con cá măng nè. Đâu sáng giờ. Này của con Chí ha, hôm nay nó to hơn mình. Con này của mình nhỏ hơn. Ôi con cá măng nó có lưỡi nè. Thôi, bye bye các bạn ha.